bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 gây cấn đến lá phiếu cuối cùng được kiểm. AI dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Bà Harris và ông Trump kết thúc chiến dịch vận động tranh cử. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 gây cấn đến lá phiếu cuối cùng được kiểm. Một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chính thức được diễn ra, hơn 50 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đã hoàn tất việc bỏ phiếu sớm, một chỉ dấu cho thấy sức nóng của cuộc chạy đua về Nhà Trắng năm nay, trong bối cảnh hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ ủng hộ. Báo The Hill ngày 30 tháng 10 trích dẫn dữ liệu bầu cử cho thấy 51 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đã hoàn tất bỏ phiếu sớm, trong đó 27 triệu lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, 24 triệu lá phiếu bỏ qua thư. Một tuần trước ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11, lượng cử tri bỏ phiếu sớm năm nay thấp hơn con số năm 2020, thời điểm nhiều người ở nhà vì Covid-19 và bỏ phiếu qua thư, nhưng đã vượt qua các năm 2016 và 2012 trước đó. Một số hãng tin dự báo tổng số cử tri Mỹ tham gia bầu cử có thể tương đương hoặc cao hơn con số năm 2020, vốn được xem là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu 66%, cao nhất kể từ năm 1900. Truyền thông Mỹ cho hay rất khó dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử nếu chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm, bởi nó có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Tuy nhiên, nó cho thấy sơ bộ bức tranh tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên. The Hill nói rằng đảng Dân Chủ đang có lợi thế khi khoảng 39,5% số phiếu được bỏ đến từ những người ủng hộ đảng này. Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Kamala Harris rất tập trung vận động bỏ phiếu sớm vì họ cho rằng các nhóm nhân khẩu học quan trọng như người trẻ tuổi có thể vì lý do nào đó mà không thể đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức. Ở chiều ngược lại, khoảng 36,1% số phiếu được bỏ sớm thuộc về Đảng Cộng Hòa. Trong các cuộc bầu cử diễn ra trong quá khứ, ứng viên Donald Trump và Đảng Cộng Hòa thường kêu gọi các cử tri thực hiện làn sóng đỏ vào ngày bầu cử chính thức, dù quan điểm đó thay đổi ít nhiều trong cuộc bầu cử năm nay. The Hill thông tin thêm, số phiếu của cử tri của các đảng nhỏ ít liên kết chiếm khoảng 24%. Mỹ áp dụng cơ chế đại cử tri đoàn dựa theo dân số của từng bang trong bầu cử tổng thống, thay vì số phiếu phổ thông. Các bang đông dân được phân bổ nhiều phiếu đại cử tri đoàn. Có tổng cộng 535 đại cử tri chia cho 50 bang theo quy mô dân số và 3 đại cử tri cho thủ đô Washington. Hầu hết các bang và thủ đô Washington phân bổ đại cử tri theo hình thức người thắng lấy hết, tức ứng cử viên nào thắng phiếu phổ thông trong bầu cử thì sẽ nhận được lại tất cả đại cử tri của bang đó, người còn lại không có phiếu đại cử tri nào, dù nhận được bao nhiêu phiếu phổ thông đi chăng nữa. Để chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên Tổng thống Mỹ phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Theo kết quả khảo sát của New York Times, tại 7 bang chiến trường quan trọng, nơi chưa rõ xu hướng ủng hộ ứng cử viên nào, bà Harris và ông Trump đang bám đuổi phía sau, cho thấy kết quả cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ gay cấn đến lá phiếu cuối cùng được kiểm. Tại Wisconsin và Michigan, bà Harris có tỷ lệ ủng hộ cao hơn Trump chỉ 1%. Trong khi đó, tại Pennsylvania, Georgia và Arizona, ông Trump dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ cao hơn lần lượt là 1%, 2% và 3%. Tại bang Nevada và Bắc Carolina, tỷ lệ ủng hộ tương đương nhau. Dựa trên số liệu ủng hộ hiện nay, New York Times nhận định bà Harris thu thập được 226 phiếu đại cử tri, ông Trump được 219 phiếu. Cả ông Trump và bà Harris đều đã tranh thủ những giờ áp chót để vận động thêm phiếu bầu. Trong bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử tại thủ đô Washington, nơi đảng Dân Chủ ước tính có hơn 75.000 người tham gia, bà Harris trong ngày 29 tháng 10 đã dành phần lớn thời gian để chỉ trích ông Trump, cho biết sự lựa chọn giữa bà và đối thủ là lựa chọn giữa tự do và hỗn loạn. Nữ phó tổng thống Mỹ gọi mình là người có bản năng bảo vệ, đồng thời khẳng định cam kết về biên giới và chăm sóc sức khỏe. Phản hồi các chỉ trích của bà Harris từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump phàn nàn đối thủ đang vận động chiến dịch một cách thù hận. Đáng chú ý, ông Trump cũng đã nêu đề xuất bất ngờ về việc nếu ông đắc cử, chính quyền Mỹ sẽ tịch thu tài sản của các băng đảng tội phạm, băng đảng ma túy và dùng số tiền đó để lập ra quỹ bồi thường cho những người Mỹ là nạn nhân của tội phạm nhập cư trái phép. ABC News cho biết, ông Trump dự kiến sẽ tới Pennsylvania để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri là những người nhập cư hợp pháp, điểm đến then chốt cuối cùng trước ngày bầu cử. Ông phát biểu rằng ông sẽ mang lại tương lai tốt đẹp cho người dân Puerto Rico và người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Trí tuệ nhân tạo AI dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo AI cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris có thể giành được chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử năm nay, đánh bại ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump.
công ty cá cược Bonus CodeBet của Anh đã yêu cầu ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển, đánh giá ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng ở mỗi bang dựa trên thông tin bỏ phiếu công khai, nhân khẩu học và lịch sử bầu cử. Theo đó, ChatGPT dự đoán bà Harris sẽ chiến thắng ở các bang chiến địa gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada, nhưng thua ở Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Bà Harris được dự đoán giành chiến thắng sít sao với 276 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành được 262 phiếu. Kết quả thăm dò gần đây cho thấy cuộc bầu cử năm nay sẽ diễn ra sít sao. Theo khảo sát của 538, bà Harris giành được 48,1% số phiếu bầu phổ thông, trong khi ông Trump là 46,7%. Tuy nhiên, do hệ thống cử tri đoàn, một số ứng cử viên có thể giành phiếu phổ thông nhiều hơn nhưng lại không đắc cử. Ví dụ như năm 2016, ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton có số phiếu bầu phổ thông cao hơn, nhưng ông Trump đắc cử do có nhiều phiếu đại cử tri hơn. Để phân tích, Bonus CodeBet yêu cầu ChatGPT dự đoán cách mỗi bang sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, sử dụng tất cả các thông tin có sẵn, bao gồm cả thông tin bỏ phiếu, nhân khẩu học cũng như xem xét kết quả trước đó và các sự kiện có liên quan ở bang chiến trường. Theo ChatGPT, bà Harris sẽ thắng nhờ hơn ông Trump 14 phiếu đại cử tri, khiến cuộc bầu cử năm nay sít sao thứ 3 trong lịch sử, sau chiến thắng năm 1876 của Rutherford B. Hayes chênh 1 phiếu bầu và chiến thắng năm 2000 của ông George Bush chênh 5 phiếu bầu. Tuy nhiên, ChatGPT chỉ ra nếu ông Trump thắng ở Pennsylvania hoặc Michigan, hai bang lần lượt có số phiếu đại cử tri là 19 và 15, thì ông có thể giành chiến thắng. Phát biểu với Newsweek, người phát ngôn của Bonus CodeBet cho biết, trong nhiều năm, các cuộc thăm dò ý kiến đã được sử dụng để dự đoán kết quả bầu cử, nhưng công nghệ mới cung cấp những cách thức mới dự đoán. Bonus CodeBet nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành phố lớn với chiến thắng tiềm năng của bà Harris ở Michigan và Pennsylvania. Bà Harris và ông Trump kết thúc chiến dịch vận động tranh cử. Như vậy, bà Harris và ông Trump đã chính thức khép lại chiến dịch vận động tranh cử với các cuộc meeting mang cử khác nhau. Cuộc vận động tranh cử cuối cùng của Phó Tổng thống Kamala Harris diễn ra ở công viên Ellipse gần Nhà Trắng hôm 29 tháng 10, trong đó bà tập trung công kích đối thủ. Cuộc vận động này nhằm tiếp cận nhóm người chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, trong đó có những cử tri Cộng hòa ôn hòa. Bà Harris không còn cách áp dụng phong cách vận động tranh cử vui vẻ như thời gian đầu. Phát biểu tại công viên Ellipse, bà cam kết đoàn kết đất nước, đồng thời cáo buộc động cơ tranh cử của ông Trump là trả thù và bất mãn thay vì mang lại lợi ích cho người dân. Đôi khi bà nói chuyện trực tiếp với cử tri Đảng Cộng Hòa và hứa sẽ lắng nghe những người không bỏ phiếu cho bà. Harris trước đó nói sẽ đưa một người Cộng Hòa vào nội các nếu bà đắc cử. Ông Trump tối 29 tháng 10 cũng tổ chức sự kiện vận động cuối cùng trong chiến dịch tranh cử của mình bằng cuộc meeting tại Allentown, bang Pennsylvania, nơi có số lượng cử tri gốc Latin tăng gấp 3 lần kể từ năm 2000. Hơn một nửa trong số này là người gốc Puerto Rico. Ông kêu gọi cử tri ủng hộ đi bỏ phiếu. Ứng cử viên Cộng Hòa cũng chỉ trích cựu Tổng thống Jimmy Carter, 100 tuổi, người đã bỏ phiếu cho bà Harris. Nhóm của ông Trump đang tập trung củng cố nội bộ Đảng Cộng Hòa và tiếp cận cử tri thông thường, những người thất vọng với tình hình nước Mỹ và mong muốn có sự thay đổi. Ứng viên Cộng Hòa tuyên bố sẽ tiến hành trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử, đồng thời áp đặt thuế quan rộng rãi nhằm tạo ra nguồn ngân sách và thúc đẩy sản xuất ở Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ hôm 29 tháng 10 cũng đã đưa ra đánh giá u ám về khả năng lãnh đạo của bà Harris, cáo buộc bà đã xóa sạch biên giới quốc gia, làm khổ tầng lớp trung lưu, mang cảnh đổ máu, nghèo khổ đến những thành phố lớn, gieo chiến tranh, hỗn loạn trên khắp thế giới. Thách thức đối với bà Harris và ông Trump là phải giành được mọi lá phiếu có thể từ những người còn chưa quyết định bầu cho ai, đặc biệt là tại bảy bang chiến trường. Bởi chỉ một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể quyết định người thắng cuộc trong cuộc đua được đánh giá là sít sao bậc nhất mọi thời đại. Hàng triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 để bầu ra tổng thống thứ 47 của đất nước. Hơn 50 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khác biệt trong tầm nhìn kinh tế, nhập cư của ông Trump và bà Harris. Sau vài ngày nữa, hơn 200 triệu cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn sự ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump và đối thủ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris để làm người lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump và bà Harris đã đưa ra hai tầm nhìn chính sách hoàn toàn khác biệt về nhiều chính sách quan trọng trên nước Mỹ, đặc biệt là kinh tế và nhập cư, hai vấn đề nóng được các cử tri hàng đầu quan tâm. Về kinh tế, mặc dù bức tranh kinh tế Mỹ nhìn chung tươi sáng hơn trong những tháng gần đây, Phó Tổng thống Kamala Harris thừa nhận sau gần 4 năm nhiệm kỳ của cấp trưởng Joe Biden, chi phí sinh hoạt vẫn còn quá cao với người Mỹ vì lạm phát đã tăng vọt. Ứng viên Đảng Dân Chủ nói rằng bà muốn xây dựng nền kinh tế cơ hội
tập trung vào tầng lớp trung lưu với các kế hoạch chống đầu cơ giá, thúc đẩy phát triển nhà ở, hỗ trợ người mua nhà lần đầu và mở rộng tín dụng thuế trẻ em. Tín dụng thuế trẻ em được hiểu là khoản thuế khấu trừ mà các gia đình có thể nhận khi sinh con. Bà Harris cũng cam kết cắt giảm thuế cho hàng chục triệu hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời ủng hộ giảm thuế cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, bà muốn tăng thuế với doanh nghiệp lớn và người Mỹ có thu nhập từ 400.000 đô la Mỹ mỗi năm trở lên. Phó Tổng thống cũng ủng hộ đề xuất bỏ thuế tiền bo, điều mà ông Trump cũng đồng tình. Thông thường, những người làm nghề phục vụ ở Mỹ sẽ nhận tiền bo tương đương từ 15-20% hóa đơn. Sở Thuế phường Mỹ coi đây là khoản thu bị tính thuế. Trong lĩnh vực thương mại, bà Harris dự kiến duy trì chính sách dưới thời Tổng thống Joe Biden, dựa vào thuế quan và hạn chế xuất khẩu để thúc đẩy khả năng cạnh tranh. Trong chiến dịch tranh cử, bà cũng đã đề cập tới các khoản đầu tư đầy tham vọng của chính quyền Biden vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, ông Trump cam kết chấm dứt lạm phát và giúp nước Mỹ có giá trị phù hợp hơn. Cam kết giảm lạm phát của ông Trump chủ yếu dựa vào kế hoạch cắt giảm giá năng lượng bằng cách tăng khoan thăm dò, khai thác dầu khí, bãi bỏ các quy định môi trường liên quan tới hoạt động này. Cựu Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ gia hạn và mở rộng một loạt các biện pháp cắt giảm thuế mà ông từng ký thành luật năm 2017, đồng thời cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống 15% đối với những công ty sản xuất tại Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ miễn thuế thu nhập cho các chế độ phúc lợi an sinh xã hội và các khoản tiền bo khi ông trở lại Nhà Trắng. Trong vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, vào đầu tháng 1 năm 2021, trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh đảo ngược một số chính sách nhập cư của ông Trump, như ngừng xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico, dỡ lệnh cấm nhập cảnh với công dân một số quốc gia, chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo. Ông cũng yêu cầu nội các làm việc để duy trì các biện pháp bảo vệ hàng trăm nghìn người được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, không bị trục xuất. Các động thái của Tổng thống Biden đã mở ra hy vọng cho hàng triệu người muốn tìm đường tới nước Mỹ, kích hoạt làn sóng nhập cư ồ ạt tới Mexico để vượt biên vào nước này. Khi khủng hoảng ở biên giới gia tăng, ông Biden đầu năm 2023 đã giao cho bà Harris nhiệm vụ giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhập cư vào Mỹ. Đây chính là lý do ông Trump và đồng minh liên tục công kích bà Harris, gọi phó tổng thống là bà hoàng biên giới thất bại. Ông Trump và Đảng Cộng Hòa đổ lỗi cho chính quyền Biden-Harris về tình hình vượt biên trái phép ở khu vực biên giới, cho rằng vấn đề này nằm ở chính sách nhập cư quá khoan nhượng. Bà Harris đã nỗ lực tìm cách đảo ngược tình thế bằng cách đưa ra lập trường ngày càng cứng rắn về người tị nạn và ủng hộ siết chặt an ninh biên giới. Đây được xem là nỗ lực đáng chú ý của bà Harris khi Mỹ đã ghi nhận mức kỷ lục 10 triệu vụ vượt biên trái phép kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ông Trump trong khi đó thể hiện lập trường cứng rắn hơn về nhập cư. Ông cam kết sẽ tiến hành trục xuất đợt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ với người nhập cư không có giấy tờ. Các chuyên gia cảnh báo kế hoạch này có thể đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Cựu Tổng thống cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu. Một trong số đó là chương trình ở lại Mexico, yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. Bầu cử Tổng thống Mỹ, cử tri đứng trước ngã ba. Dưới bóng của Nhà Trắng, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ứng viên Kamala Harris hứa hẹn đặt lợi ích của đất nước lên trên đảng phái và cảnh báo đối thủ Donald Trump bị ám ảnh bởi sự trả thù và lợi ích cá nhân. Chưa đầy 48 giờ trước đó, ở nhà thi đấu Madison Square Garden, ông Trump gọi đối thủ của đảng Dân Chủ là thảm họa đã phá hủy mọi thứ trên đường đi. Đứng trên sân khấu, các đồng minh của ông Trump gọi Puerto Rico là hòn đảo rác nổi và nói rằng bà Harris bắt đầu sự nghiệp bằng nghề thấp kém. Phát biểu cách nhau 2 đêm và hơn 300 km, những phát biểu hạ màn gay gắt của ông Trump và bà Harris cho thấy rõ ràng cử tri Mỹ sẽ đứng trước hai lựa chọn cực kỳ khác nhau khi họ bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11, từ đó quyết định con đường mà nước Mỹ sẽ đi trong 4 năm tiếp theo. Cuộc vận động ồn ào của ông Trump với những phát biểu chỉ trích cá nhân không kiêng nể phản ánh nhân sinh quan của lực lượng cử tri của ông. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy sức hấp dẫn của cựu doanh nhân với những tuyên bố sẽ vực dậy nền kinh tế và xử lý vấn đề biên giới, sẵn sàng thách thức mọi quy ước bất chấp rủi ro. Bà Harris chọn bối cảnh trang trọng hơn, một địa điểm gần Nhà Trắng để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của thời điểm này trong lịch sử Mỹ và mối đe dọa mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ. Bà đứng trước một lượng lớn khán giả đông đảo tại cùng một địa điểm ông Trump đã phát biểu trước hàng nghìn người tập trung vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trước khi họ xông vào đồi Capitol để gây ra một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không chỉ nhắc nhở cử tri về mối nguy hiểm mà ông Trump gây ra cho nền dân chủ Mỹ, bài phát biểu của bà Harris cũng nhấn mạnh thông điệp rằng đối thủ của bà ưu tiên lợi ích cá nhân thay vì lợi ích quốc gia. Nhóm của ông Trump tập trung nhiều hơn vào việc củng cố lực lượng cử tri và các cử tri không thường xuyên của những nhóm khác nhau, những người thất vọng về hướng đi của đất nước và mong muốn có sự thay đổi.
các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết cử tri không hài lòng với hướng đi của nước Mỹ hiện nay. Ông Trump thề sẽ triển khai chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và dùng chính sách thuế tạo doanh thu và thúc đẩy sản xuất trong nước.